chào quý vị khán giả và các bạn của kênh YouTube diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, nhiều lần trên kênh YouTube của mình thì chúng tôi có nói là đời sống bây giờ đôi khi ta bận rộn cho nên ta hướng ra bên ngoài nhiều. Và ta để quên một thứ, đó là ta để quên cái con người bên trong của ta. Cái con người bên trong đó, nó có thể nằm ở trong một cái ngóc ngách ý thức nào đó của ta, hoặc có thể nó nằm ở trong vô thức của ta. Và trong rất nhiều trường hợp đó, thì ta thực hiện một lời nói, ta thực hiện một hành vi, ta thực hiện một quyết định mà ta không thể nào hiểu nổi. Sau đó ta nói rằng là tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi làm thế. Thì thật ra đấy là cái lúc mà con người bên trong nó từ vô thức, nó vùng lên, nó chiếm đoạt ý thức của ta. Nó giành quyền kiểm soát bộ não của ta. Để rồi từ đó ta thực hiện những hành vi, những hành động, những ý nghĩ hoàn toàn là không hiểu nổi. Nếu như thay vì đợi cho nó chủ động trong cái cuộc chơi này, thay vì đợi cho nó vùng lên làm chủ ta, ta sẽ chủ động gọi nó lên để chăm sóc nó, để xoa dịu nó, thì câu chuyện sẽ rất khác. Vậy thì ta sẽ lần thế nào đó để tìm đúng được con người bên trong ta đây? Dĩ nhiên, con người bên trong ta có nhiều góc khác nhau. Có những góc rất là đẹp đẽ mà ta càng phải trải nghiệm, ta mới càng phát hiện ra những góc đẹp đẽ đó. Nhưng con người bên trong đó cũng có những góc tổn thương rất là nặng. Mà bây giờ thì ta cần là cần khoét vào những góc tổn thương. Vì tổn thương thì mới cần chữa lành, tổn thương thì mới cần chăm sóc. Và cùng với việc khoét vào cái góc tổn thương của con người bên trong, rồi ta sẽ kích cả những góc đẹp đẽ của con người bên trong ta nữa. Thì lúc đó ta sẽ làm chủ được mình hơn, kiếm tìm được hạnh phúc nhiều hơn. Khi mà tôi đi chia sẻ về trải nghiệm tỉnh thức thì rất nhiều anh chị hỏi là vậy thì làm thế nào để tìm được con người bên trong của mình? Thì tôi hay dùng một cái hình ảnh là chúng ta đang đứng ở một cái đỉnh núi đó, và con người bên trong của chúng ta nằm sâu ở dưới thung lũng. Vô thức giống như một cái thung lũng ở trong lòng ta đó, mà ý thức giống như một cái đỉnh núi đó. Ta thì thường đứng trên đỉnh núi. Vậy thì ta phải nhảy từ đỉnh núi xuống thung lũng để ta tìm đúng cái con người bên trong đó. Nhưng mà nhảy như thế thì rất là mạo hiểm. Có thể tai nạn, có thể chấn thương. Cho nên tôi thấy rằng là có ba cái sợi dây để ta có thể bám vào. Ta viết xuống, ta đu xuống, ta lần tìm và tái tạo dựng lại cái bức chân dung của con người bên trong ta. Cái sợi dây thứ nhất tôi gọi là những di truyền tộc người. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn là một loài, mà loài đấy gọi là loài người. Và 200.000 năm trước thì loài đấy gọi là loài người tinh khôn đó, loài người tinh khôn đó, Homo sapiens, tổ tiên của chúng ta bây giờ. Thế thì để mà có thể sinh tồn được, có thể phát triển được, để có được ngày hôm nay, thì Homo sapiens cũng đã trải qua một cuộc chọn lọc tự nhiên. Mà chọn lọc tự nhiên, sinh tồn tự nhiên, suy cho cùng là một cuộc đấu tranh khắc nghiệt giữa các giống loài với nhau. Trong cuộc chọn lọc đó, trong cuộc sinh tồn đó, Homo sapiens đã đánh nhau với không biết bao nhiêu loài khác, đã chiến đấu với không biết bao nhiêu loài khác để có thức ăn, có đất đai, có sở hữu, và cũng chống chọi lại những kẻ đi tấn công mình. Trong suốt một quá trình đó thì Homo sapiens ngày càng hoàn thiện để tạo ra một giống loài như chúng ta bây giờ. Nhưng trong quá trình đó thì cái tính chất hung bạo,
cái tính chất sở hữu, cái tính chất bản năng của Homo sapiens đó, cũng đã được định hình. Tất nhiên 200.000 năm đã trôi qua, nhưng cái mạch ngầm hung bạo đó, cái mạch ngầm sở hữu đó, nó vẫn chảy trong chúng ta. Cái hay của Homo sapiens là chúng ta có văn hóa. Và văn hóa càng được đẩy cao đến đâu thì cái bản năng hung bạo nó càng hạ thấp xuống đấy. Cho nên trong hơn 300 cái định nghĩa về văn hóa đó, tôi rất thích một cái định nghĩa: văn hóa là toàn bộ những cái, những thứ nó làm cho cái hoang dại không còn là hoang dại nữa. Tức là văn hóa nó làm cho cái hoang dại giảm xuống. Giảm xuống thôi nhưng cũng không mất hẳn. Cho nên sau 200.000 năm, trong tôi, trong bạn vẫn còn cái dòng chảy nóng nảy, cái dòng chảy ham muốn sở hữu, cái dòng chảy ham muốn tranh đoạt, cái dòng chảy ham muốn làm chủ người khác của giống loài này. Thì cái sợi dây đầu tiên chính là sợi dây di truyền tộc loài. Ta phải nhìn vào đó để ta quay trở về hỏi xem cái mức độ hung bạo trong ta là bao nhiêu, cái mức độ ăn thua trong ta là bao nhiêu, cái mức độ muốn làm chủ người khác trong ta là bao nhiêu. Và ta hãy tự đánh giá xem, nếu cấp độ 1 là khốc liệt nhất, cấp độ 2 là khốc liệt vừa vừa, cấp độ 3 là nhẹ nhẹ thôi, thì ta ở cấp độ mấy? Cái việc quay vào trong đó và đánh giá cái chỉ số hung bạo, cái chỉ số áp đặt, mong muốn sở hữu, ăn thua với người đó, là một sợi dây rất quan trọng để lần mò đi tìm về cái gương mặt đầu tiên của con người bên trong. Thưa quý vị, cái gương mặt thứ hai của con người bên trong đó, tôi cho rằng nó là tập khí của một dòng họ, tập khí của một gia đình. Đã đành Homo sapiens có những cái chỉ dấu di truyền như vậy, nhưng do tính chất riêng của các vùng miền, tính chất riêng của các quốc gia, tính chất riêng của các dòng họ, cho nên ở trong mỗi một gia đình, một vùng miền, một dòng họ, một quốc gia, nó lại có một tập khí riêng. Cái tập khí của người ở biển nó sẽ khác so với tập khí của người ở rừng. Cái tập khí của người mà ở một nơi khí hậu nóng nó sẽ khác so với tập khí của người ở nơi khí hậu mát lạnh. Thì ta phải lần về cái địa phương của ta để hiểu cái thổ nhưỡng, cái địa lý, cái khí hậu ở đó và cả một tập khí được hình thành ở đó. Đó. Tập khí của người miền Bắc sẽ khác so với tập khí của người miền Nam. Tập khí của người miền Nam sẽ khác so với tập khí của người miền Trung. Nhưng mà đó, bên cạnh cái vùng miền địa phương đó, thì cái quan trọng nhất là yếu tố gia đình. Bố ta là ai? Mẹ ta là ai? Anh chị em của ta là ai? Nếu như bố ta là người nóng nảy, mẹ ta là người sân si ăn thua với đời, và ta lớn lên trong một cái tập khí nóng nảy sân si như vậy, thì dù muốn hay không muốn, trong ta vẫn sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Có thể ta đi du học, ta được trải nghiệm những văn hóa khác, những chân trời khác, và ta cũng muốn kiến tạo một hình ảnh của ta rất khác. Nhưng nếu ta lần mò về tập khí gia đình, ta sẽ thấy rằng là ở sâu thẳm trong ta ít nhiều có những ảnh hưởng tập khí của địa phương ta, của quê quán ta và đặc biệt là của gia đình ta. Và nói cái này cũng có nghĩa là khi ta là một ông bố bà mẹ trưởng thành thì ta cũng phải có trách nhiệm tạo nên những tập khí tích cực cho gia đình ta, cho con cái ta. Tôi cứ tưởng tượng đến một bữa cơm mà bố mẹ đều nói về những chuyện ăn thua của đời sống, nói về những cái chuyện mà vật chất thuần túy, mình hơn người, người hơn mình,
thì một đứa con 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi có thể nó không hiểu nội dung câu chuyện, nhưng cái tập khí của những câu chuyện đó sẽ vang vọng vào nó và sẽ hình thành sâu thẳm trong nó những cái ảnh hưởng không thể phủ nhận. Ngược lại, trong những bữa cơm gia đình, ông bố bà mẹ nói những câu chuyện đẹp và sống một cuộc sống nó nhân văn, nó trong sáng, thì cái tập khí đó sẽ ảnh hưởng rất tích cực đến tập khí của con. Cho nên á, cái tập khí của gia đình là một sợi dây thứ hai. Ta phải ngồi kiểm nghiệm lại, ta lần lại để trả lời xem ta đã lớn lên trong một tập khí như thế nào. Tất nhiên đời một con người thì chúng ta trải nghiệm nhiều tập khí lắm. Chúng ta đi làm, chúng ta trải nghiệm tập khí ở cơ quan. Chúng ta chơi với bạn bè, chúng ta trải nghiệm tập khí với bạn bè. Nhưng cái thời ấu thơ ở trong gia đình ấy là cái thời mà ta chịu tác động rất lớn. Thì tập khí của bố mẹ, tập khí của gia đình là vô cùng quan trọng. Và lần vào sợi dây đó, quý vị sẽ dần dần bóc tách ra một gương mặt nào đó của con người bên trong mình. Và thưa quý vị, cái sợi dây thứ ba, cái sợi dây thứ ba hình thành nên bộ mặt của con người bên trong, đó là những sang chấn, những tổn thương quý vị đã nếm trải từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Nếu cái tổn thương đó diễn ra thời ấu thơ, thì các nhà tâm lý học nói rằng trong quý vị có một em bé bị tổn thương. Thời ấu thơ bị bố mẹ bạo lực, bị bố mẹ đàn áp, bị bố mẹ áp đặt. Thời ấu thơ bị lạm dụng, thời ấu thơ bị ghẻ lạnh. Thì ngay cả khi quý vị trưởng thành, thì cái em bé tổn thương nó vẫn nằm sâu thẳm bên trong quý vị. Và em bé đó không phải là một đối tượng để quý vị trấn áp, không phải là một đối tượng để chạy trốn, mà là đối tượng để ta chữa lành. Rồi khi ta trưởng thành, ta có gặp cái chấn thương nào thời trưởng thành không? Ta có bị mất một người bạn thân nào không? Ta có bị bạo lực học đường không? Và khi ta đi làm, ta sống, ta có gặp phải những sang chấn nào không? Ta có gặp vấn đề gì về vợ con không? Ta có gặp vấn đề gì về tiền bạc không? Ta có từng đau khổ vì bị phá sản không? Ta có từng phải trả giá cho một hành động nào của ta không? Tất cả những cái chấn thương đó, ngay cả khi nó đã là quá khứ, thì nó đã từng tạo nên một tổn thương, cho nên nó vẫn nằm ở trong vô thức của quý vị. Đây là một sợi dây rất quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng đó, quá khứ là một thứ đã đi qua rồi, cho nên không phải quan tâm đến nữa. Không phải đâu. Ta phải trải nghiệm lại những gì ta đã trải qua ở quá khứ. Không phải là để tự dày vò ta, mà để tự nhận diện lại cái sợi dây tổn thương nếu có ở trong ta. Và khi ta ghép ba cái sợi dây đấy lại, ta sẽ mường tượng ra hình ảnh của một con người tổn thương bên trong ta. Như tôi đã nói, con người bên trong ta có cả những góc đẹp. Nhưng ở đây ta chỉ đang nói về cái góc tổn thương, cái góc mà cần phải đưa một bàn tay vào, giơ bàn tay của mình vào, để con người đấy nắm bàn tay ta, và con người đấy nhận được hơi ấm của ta, con người ấy được chữa lành. Thì cá nhân tôi cũng đã trải qua những điều như vậy. Tôi cũng phải lần về ba sợi dây đó để tái tạo về cái chú bé tổn thương ở bên trong tôi. Cái chú bé vừa kiêu hãnh nhưng vừa yếu đuối. Cái chú bé vừa lẫm liệt nhưng vừa đau khổ. Và sau khi tôi tìm ra được gương mặt của cái chú bé tổn thương bên trong tôi rồi, thì tôi đã dùng nhiều kỹ thuật khác nhau để chữa lành. Ở một lúc nào đó tôi sẽ chia sẻ thêm về các kỹ thuật chữa lành. Mặc dù đâu đó đã chia sẻ ở trong cái chuyên mục này,
tức là chuyên mục chữa lành tổn thương bên trong ta. Nhưng mà ngay cả khi mình đã chữa lành đó, thì chú bé đó vẫn cứ trờn vờn đi trở về trong mình. Cho nên quá trình chữa lành vẫn đang tiếp tục. Và tôi đã từng làm một bài thơ để tặng cho cái chú bé tổn thương ở bên trong tôi. Cái chú bé mà tôi nói là vừa kiêu hãnh nhưng cũng vừa yếu đuối, mong manh. Thế thì để kết thúc, tôi xin đọc tặng quý vị cái bài thơ mà tôi viết cho chú bé ở bên trong mình. Viết cho chú bé ở trong tôi. Cà phê Năng Hà Nội, sáng ngày 5 tháng 9 năm 2023. Tức là bài thơ này tôi cũng mới viết cách đây vài chục ngày thôi. Này chú bé kiêu hãnh ở trong lòng tôi ơi, tôi tưởng chú đã chết từ dạo ấy, khi tôi gõ vào trái tim và thấy mùa thu trái mọng ở sau vườn. Tôi đã xây cho chú một ngôi mộ, cỏ bây giờ lên xanh. Trong những buổi sáng thanh bình, tôi ngồi nói chuyện với người dưới mộ. Những năm tháng chú ở trong tôi, hoa trái mọc vườn đêm lẻ bóng. Một giọt nước mắt nóng tắm thiên hà sau mưa. Những năm tháng chú rời khỏi tôi, hoa trái vươn cành hương khắp ngả. Tôi lặn vào hết bao bờ bến lạ. Những con người, những bước chân không còn phân biệt nhau. Tôi cầu xin chú mãi mãi nằm sâu dưới mộ phần còn khắc ghi tên chú. Trong vườn đêm không còn nỗi sợ, chỉ còn nỗi nhớ ngào ngạt hương bay. Vậy mà sáng hôm qua và sáng hôm nay, hai buổi sáng như bao nhiêu buổi sáng, chú lại ngóc đầu trở dậy, xui khiến tôi trở lại là tôi. Một cái tôi trời ơi, xa cách với mọi người, xa cách với cuộc đời, đến một tin nhắn cũng thành xa xỉ. Chú bé kiêu hãnh ở trong lòng tôi ơi, tôi đang nhìn thấy chú, cái nhếch mép và gương mặt tư lự, cái ngai ngày xưa bay trong vườn mưa. Tại sao vậy? Tại tôi hay tại chú? Hay tại mùa xuân chợt ăn cắp tôi? Tôi chỉ biết nhìn thôi, không phán xét, không mong cầu, chạy trốn sân si. Kìa, chú đang chớp mi, rồi nhắm mắt lim dim trong vườn mộng. Những lá cành bao la nhựa sống, đưa chú vào giấc mơ. Tôi nhìn chú và tôi làm thơ. Tôi nhận ra chúng mình chưa bao giờ xa cách, nhưng chúng mình luôn luôn tách bạch. Chú muốn nhổm dậy nữa không, hỡi chú bé kiêu kỳ? Khi ta đã nhìn thấy con người bên trong, khi ta đã tạo dựng được gương mặt đặc điểm của con người bên trong, thì cái cuộc đối thoại với con người bên trong sẽ giúp ta kiếm tìm và định vị hạnh phúc trong hiện tại. Và cuộc kiếm tìm lớn nhất của đời người, quý vị tin tôi đi, không phải là tìm đường lên sao hỏa đâu, không phải là tìm đường xuống đáy đại dương đâu, mà là tìm đường vào bên trong mình để gặp cái con người bên trong đang nằm đâu đó trong một ngóc ngách vô thức tăm tối nào đó của mình. Xin cảm ơn và xin chúc quý vị có thể sớm tìm lại được con người bên trong để chữa lành nếu như con người bên trong đó đã từng bị tổn thương.